Xin chào các bạn đã đến với kênh Kiến thức Nông nghiệp. Thì mình làm kênh này thì mình cũng muốn chia sẻ với quý bà con nông dân cũng như là các bạn đam mê về lĩnh vực nông nghiệp những cái kiến thức. Thì hôm nay mình xin làm trước về kiến thức về các loại thuốc để trị bệnh, diệt côn trùng cũng như là dinh dưỡng trên cây trồng. Thì video này mình xin chia sẻ với các bạn ba cái loại thuốc trị bệnh trên cây trồng. Thì như các bạn cũng đã biết đó, thì cây trồng bị bệnh nhưng mà chúng ta phải chia ra từng loại tác nhân. Cây có thể bị bệnh vì nấm tấn công, cây có thể bị bệnh vì vi khuẩn tấn công, và cây có thể bị bệnh vì virus tấn công. Khi mà chúng ta phân biệt được các loại tác nhân rõ rệt như vậy thì chúng ta sẽ có cách trị bệnh một cách hữu hiệu nhất và ít tốn chi phí nhất. Thì trên màn hình của các bạn đó là ba loại thuốc. Thứ nhất, đây là cái thuốc trị bệnh mà do nấm gây ra. Thì khi các bạn mà muốn mua thuốc á, và để trị bệnh cho cây trồng á, các bạn cố gắng là đọc cái thành phần giùm mình. Thì mình ví dụ ở đây đó, các bạn thấy rõ không? Thành phần thì có 3 hoạt chất. Thứ nhất đó là hoạt chất hexaconazole nè. Thứ hai là hoạt chất chisiclazole. Thứ ba là hoạt chất sunfua. Thì mình cũng xin phân tích từng hoạt chất. Thứ nhất là hoạt chất hexaconazole. Đây là một hoạt chất thuộc nhóm chiazole. Thứ hai là chất chisiclazole, cũng thuộc nhóm chiazole luôn. Thứ ba là chất sunfua, đây là một hoạt chất thuộc nhóm lưu huỳnh. Thì đối với hoạt chất hexaclazone á, thì các bạn nhớ dùm cho mình đó, nó có một tác động đó là nội hấp. Nội hấp thì có nghĩa là lưu dẫn các bạn nhé, có nghĩa là khi chúng ta phun vào cây trồng á, thì hoạt chất này nó sẽ nội hấp vào trong cây, nó lưu dẫn vào trong cây, nó tìm và nó diệt những hạt nấm, những tơ nấm, những nói chung là cái gì liên quan đến nấm ở trong cây trồng, bên trong cây trồng các bạn nhé. Để mình phân biệt với một số hoạt chất, nó chỉ có tác động tiếp xúc thôi, có nghĩa là nó tiếp xúc trên bề mặt của lá, của thân, nơi nào có nấm thì nó diệt. Còn cái hoạt chất hexaconazole này thì nó nội hấp được vào bên trong. Thứ hai là hoạt chất chisiclazone. Chisiclazone thì thuộc nhóm chiazone, nó cũng có một công dụng chính luôn, đó là nó ức chế sự nảy mầm và ức chế luôn, hạn chế luôn tối đa cái sự xâm nhập của bào tử nấm. Và cái hoạt chất cuối cùng đó các bạn, đó là hoạt chất sunfua. Hoạt chất sunfua này thì nó mạnh và tiếp xúc, có nghĩa là chúng ta khi mà lá chúng ta bị một số bệnh, ví dụ như phấn trắng nè, nấm hồng nè, rỉ sắt nè, thì chúng ta phun cái thuốc mà nó có hoạt chất sunfua này vào thì nó sẽ tẩy sạch, nó sẽ tẩy sạch, nó sẽ tấn công luôn tất cả các nấm có trên bề mặt của lá, thân, cành, đôi khi gốc rễ cũng có. Và đặc biệt á, thì cái hoạt chất sunfua này nó cũng trị luôn một loài động vật, đó là nhện. Thì như các bạn cũng đã biết á, thì nhện nó không phải là côn trùng các bạn nhé, nó không phải thuộc vào lớp côn trùng mà nó là lớp động vật. Thì mình sẽ chia sẻ về cái kiến thức này và những video sau. Thì nói chung lại, các ba hoạt chất mình đang giới thiệu các bạn ở trong cái sản phẩm, đây là sản phẩm Grand Gold 80SC, hay có tên hiệu đó là sạch nấm bệnh. Thì nó có ba hoạt chất là hexaconazole, chisiclazone và sunfua. Thì ba hoạt chất này là ba hoạt chất trị bệnh do nấm gây ra. Thì ở mỗi video thì mình đều lấy những cái sản phẩm ra để làm ví dụ, để mình chia sẻ về cái kiến thức và thành phần hoạt chất. Thì cũng mong các bạn là cố gắng nhớ từ từ như vậy, thì sau này khi chúng ta cầm một chai thuốc lên, chúng ta sẽ là tự tin được đọc được hoạt chất và biết thuộc hoạt chất đó thuộc nhóm gì là thứ nhất, thứ hai là công dụng hoạt chất ra sao, để chúng ta về chúng ta sẽ trị bệnh trên cây trồng chúng ta một cách là hữu hiệu nhất.
Thì ở đây với ba hoạt chất này thì sản phẩm này họ đăng ký là họ trị được bệnh khô vằn hay gọi đốm vằn, lem lép hạt, đốm nâu trên cây lúa các bạn, vàng lá, khô đầu lá, đạo ôn trên cây lúa nè, nấm hồng, khô đầu cành, khô quả, thối quả, tháng thư, phấn trắng, ghẻ sẹo, xì mủ, cháy lá, đốm vòng, rỉ sắt, vàng lá, đốm lá, khô đen bông, đốm bông trên cây ớt, hành, tỏi, dưa hấu, khổ qua, cam quýt, bưởi, thanh long, xoài, sầu riêng, ổi, cà phê, tiêu điều, cao su, vân vân. Thì có thể nói là nếu mà kết hợp được ba hạt chất như thế này thì một sản phẩm có thể nói là trị được rất nhiều bệnh và trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Và hướng dẫn sử dụng thì chúng ta pha cái liều là 50cc cho hay là 50ml đó các bạn, cho bình 25 lít nước các bạn nhé. Một chai 200ml này chúng ta sẽ phun cho pha cho một phi 200 lít nước. Thời gian cách ly đó là 7 ngày các bạn nhé. Lưu ý thì chúng ta trước khi sử dụng thì chúng ta lắc đều chai, tại vì đôi khi nó sẽ bị lắng động ở dưới đáy chai này các bạn, thì chúng ta sẽ hoạt chất á, chất thuốc nó sẽ lắng động ở dưới đáy chai, hoặc chúng ta không lắc đều thì sẽ là có bình thì hoặc là có phi thì đúng thuốc thuốc nó được hiệu quả, còn có phi thì phun không hiệu quả, đó là lý do chúng ta không có lắc đều các bạn. Đó là, vậy là chúng ta xong cái sản phẩm thứ nhất các bạn ha, đó là ba có hoạt chất trị bệnh cho nấm gây ra. Thứ hai là sản phẩm, đây là sản phẩm đặc trị vi khuẩn các bạn ha. Vì sao mà mình biết như vậy? Mình biết ở chỗ là mình đạo nhìn vào hoạt chất nè. Đây là hoạt chất ninamycin. Ninamycin này là một cái hoạt chất kháng sinh được chiết xuất từ nấm các bạn ha. Chiết xuất từ nấm ra. Thì ninamycin thì nó là một hoạt chất sinh học. Đó là vừa là sinh học mà nó vừa là kháng sinh. Thì các bạn để ý một số cái bệnh ha, ví dụ như là héo rũ nè, héo xanh nè, thối nhũn nè, thối trái, lở cổ rễ là do vi khuẩn gây ra. Thì những cái bệnh mà do vi khuẩn gây ra đó, thì thường thường nó sẽ có hiện tượng là nhũn nước do vi khuẩn nó tiết những cái dịch ra. Thứ hai là cái cây của chúng ta nó sẽ bị héo, nhưng mà héo xanh các bạn. Héo này á, là do vì sao? Có nghĩa là lúc này vi khuẩn nó đã tấn công vào mạch dẫn của cây, nó làm ngãn mạch dẫn rồi. Ở thì cây không có vận chuyển được những chất dinh dưỡng, nước từ rễ hút lên, nên cây nó sẽ ở phần lá, cành nó sẽ bị héo rũ xuống. Nhưng mà các bạn cũng phân biệt giùm mình một cái hiện tượng nữa là nó cũng héo rũ nhưng mà là chết vàng. Cái bụi cây mình nó héo rũ xuống mà nó chết vàng thì nó lại do một loại nấm khác nó gây ra, chứ không phải là do vi khuẩn. Vấn đề này là rất là nhiều bà con nông dân bị nhầm lẫn, cứ nghĩ là bị héo rũ xuống là bị vi khuẩn. Không phải đâu, nó phải chia làm hai trường hợp: héo rũ nhưng mà lá còn xanh, hay là héo rũ mà cây nó chết vàng xuống. Trường hợp mà cây héo rũ và lá còn xanh là do vi khuẩn, thì chúng ta sẽ dùng cái hoạt chất là ninamycin này, chúng ta phun lên cây, phun đều lên lá, thân, cành, gốc rễ, phun 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày các bạn nhé. Thì ngoài ninamycin này ra cũng còn có một số kháng sinh khác như là streptomycin sulfate hoặc là oxytetracycline hydrochloride hoặc là casugamycin vân vân. Thì ở những video sau nữa mình gặp những cái sản phẩm khác thì mình lấy ra mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể biết thêm. Sản phẩm thứ hai này là sản phẩm trị bệnh do vi khuẩn các bạn nhé. Thì cái liều lượng pha thì chúng ta pha 20 đến 25 ml cho bình 25 lít nước. Và sản phẩm cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sản phẩm Elcarin. Thì Elcarin này nó có một hoạt chất là Fugate Proteolican. Đây là một hoạt chất trị virus rồi nhé. Virus thì một số triệu chứng để nhận biết cây bị virus có thể là cây nó bị xoăn lá, bị khảm. Đó là hai cái triệu chứng rõ rệt nhất. Hoặc là quá trình sinh hóa sinh lý của cây, sinh trưởng phát triển của cây nó diễn ra bất thường. Ví dụ như trên cây tiêu thì người ta gọi là bệnh tiêu điên, có nghĩa là nó không có triệu chứng gì
gọi là chúng ta có thể là phán đoán được cả, nó rất là bất thường. Hoặc là với trên cây có muối thì các lá nó hay bị chổng ngược lên, nó bị vàng lá nữa, nó bị chổng ngược lên. Đó, nó cái lá nó đứng dựng lên như vậy. Thì nó cũng là do một triệu chứng là virus. Nhưng mà cái triệu chứng các bạn lá dựng đứng lên như vậy thì chúng ta hãy phân biệt nữa. Khi mà chúng ta phân biệt để chúng ta không bị nhầm lẫn trong cái trường hợp là giá lá dựng đứng lên như vậy, thì cũng là khi chúng ta phun phân bón lá mà cái liều đậm vào cây thì cây nó vẫn bị lá, hiện tượng lá dựng đứng lên. Lý do vì sao các bạn? Lý do là cái lá chúng ta thì nó hút được chất dinh dưỡng một phần, còn lại khi chúng ta phun đậm liều phân bón lá vào thì những phân bón lá đó nó sẽ nằm ở trên mặt lá, nó không có vào được qua hết cái lỗ khí khổng. Gặp trời nắng dưới tác động của nhiệt độ thì nó sẽ phản ứng và nó tạo ra những chất hóa học khác, nó làm cho lá chúng ta bị cháy là trường hợp thứ nhất, thứ hai là bị dựng đứng lên như vậy. Thì chúng ta phân biệt cái trường hợp là với trường hợp là cây bị virus các bạn nhé. Thì khi mà gặp vấn đề như vậy thì các bạn cứ chụp hình gửi Zalo cho mình, hoặc là các bạn gọi điện thoại chia sẻ với mình, thì mình sẽ căn cứ vào hình ảnh và cái lịch sử phun thuốc của các bạn, phun phân bón lá của các bạn, để mình chia sẻ với các bạn, chúng ta cùng phán đoán coi cây chúng ta bị bệnh gì, chuẩn đoán cái bệnh gì và chúng ta có thuốc trị hiệu quả hơn. Thì mình xin quay lại với sản phẩm Eucarin này với hoạt chất Fugate Pro Teolican. Thì đây là một cái hoạt chất mà nó đặc trị vi khuẩn và virus luôn các bạn nhé. Nó chiết xuất từ nấm hương nên nó có khoảng là 18 loại khoáng chất, từ axit amin có nè, có vitamin có nè. Ngoài cái việc nó trị virus ra thì nó còn giúp cây tăng cường sức đề kháng của cây lên nhiều lần. Hoạt chất này thì nó có tính tiếp xúc thấm sâu và lưu dẫn hai chiều nên nó diệt trừ nấm bệnh và vi khuẩn rất là nhanh, chỉ cần sau khi phun khoảng vài giờ thôi thì nó đã diệt trừ được rồi. Và liều lượng phun thuốc thì chúng ta pha 0,4 đến 0,5 lít trên 1 hecta, lượng nước là trên 1 hecta từ 500 đến 600 lít nước, thời gian cách ly là 7 ngày. Thì nói như vậy đôi khi các bạn cũng khó hiểu. Thì ví dụ một chai 240cc như vậy thì chúng ta pha cái liều mà phòng thì chúng ta pha cho khoảng 300 lít nước, còn liều trị bệnh thì chúng ta pha cho 200 lít nước. Các bạn nhớ như vậy là được rồi ha, cho dễ nhớ. Thì sản phẩm cuối cùng là sản phẩm Eucarin trị vi khuẩn và virus. Đến đây cũng mình cũng chia sẻ này cũng đã hết. Thì mình xin lấy ra ba loại thuốc để các bạn có thể nhớ lại nè: Hexaclazone, Chisiclazone, Sunfur là trị bệnh do nấm gây ra, Ninamycin là trị bệnh do vi khuẩn gây ra, Fugate Pro Teolican là thuốc là trị bệnh do virus gây ra. Thì video mình chia sẻ với các bạn và các hoạt chất trị bệnh cho cây trồng cũng như cái việc phân biệt các hoạt chất ở đây là hết. Thì nếu các bạn thấy video và kênh chia sẻ của mình hữu hiệu và có ích thì các bạn có thể là subscribe, nghĩa là đăng ký kênh của mình á, để khi mình làm những video mới thì các bạn có thể là YouTube sẽ thông báo về các bạn để các bạn xem nhanh hơn. Thì mình cũng sẽ cố gắng là một ngày mình sẽ làm vài video, mình sẽ cố gắng như vậy dành thời gian để làm với mục đích chính là chia sẻ với bà con nông dân những kiến thức về nông nghiệp. Thứ hai là cũng giống như là cái sự đam mê của mình về ngành nông nghiệp. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mình xin chào các bạn.